Xin cảm ơn các bạn. Và bây giờ chúng ta sẽ thưởng thức một nhạc phẩm của Hoàng Hiệp có tựa đề Đánh Mất. Và bài hát này Xuân Trường sẽ gửi đến quý vị. Mời quý vị cùng thưởng thức tiếng hát Xuân Trường. Xin mời Xuân Trường ạ. Ngày xưa em như chiếc bóng bên anh thầm lặng. Từ lâu em tan thành tia nắng, gió thốc lên chỉ còn đám bụi mờ. Từ lâu em như làn mây trắng, gió cuốn mây về nơi chốn mịt mờ. 10 năm trôi qua trôi qua. Anh như không ra đi, không ra đi mà như người trở lại. Ướt đẫm tim anh, ướt đẫm tim anh. Nước mắt em chiều ấy, dù rằng em giấu mặt vào tay. Bỗng ngỡ ngàng đôi mắt đó chiều nay. 10 năm trôi qua trôi qua. Anh như không ra đi, không ra đi mà như người trở lại. Em vẫn thơ ngây như lúc chia tay, vẫn tươi xanh màu lá xưa anh hai. Một nhành lan chưa kịp nở hoa, lối hẹn xưa cỏ phố nhạt nhòa. Em chờ lại, hãy thời gian chờ lại. Hơi cô bé thơ ngây ngày ấy, hơi đôi mắt năm xưa nhìn anh, hơi đôi môi với nụ cười lặng lẽ. Ngày xưa em như chiếc bóng bên anh thầm lặng. Từ lâu em tan thành tia nắng, gió thốc lên chỉ còn đám bụi mờ. Từ lâu em như làn mây trắng, gió cuốn mây về nơi chốn mịt mờ. 10 năm trôi qua. Trở lại ướt đẫm tim anh, ướt đẫm tim anh. Nước mắt em chiều ấy, dù rằng em giấu mặt vào tay. Bỗng ngỡ ngàng đôi mắt đó chiều nay. 10 năm trôi qua trôi qua. Mà như người trở lại, em vẫn thơ ngây như lúc chia tay, vẫn tươi xanh màu lá xưa anh hai.
một nhành lan chưa kịp nở hoa. Lối hẹn xưa có phố nhạt nhòa. Môi với nụ cười lặng lẽ em đang nghĩ gì, đang nghĩ gì, đang nghĩ gì anh vẫn em vẫn em nói ra đi. Cảm ơn phần biểu diễn của Xuân Trường và các diễn viên múa. Thưa quý vị, ngày bây giờ thì công nghệ 4.0 đã phát triển khiến cho chúng ta không còn những cánh thiệp. Ngày xưa, mỗi lần Tết đến xuân về, chúng ta đều gửi gắm tất cả những tình yêu thương, sự quan tâm lẫn nhau qua những lời chúc tốt đẹp nhất vào những cánh thiệp rất là dễ thương trao cho nhau. Và thưa quý vị, cánh thiệp đó đã là nguồn cảm xúc cho Lê Dinh và Minh Kỳ khi ông sáng tác nhạc phẩm Cánh thiệp đầu xuân. Mời quý vị cùng thưởng thức sau đây với phần biểu diễn của quán quân Dạ Khúc Xưa Và Nay, Gia Ly Trần và các diễn viên múa. Mời quý vị cùng thưởng thức ạ. Đẹp làn môi hồng xuân đến rồi đây nào ai biết không, cho những hoài mong đi vào ngày tháng, bao nhiêu mơ ước đến khi mùa xuân sang. Tôi chúc gì đây vào mùa xuân này, nắng vàng tươi nhuộm làn tóc ai, khi gió nhẹ lay hoa đào hồng thắm, trong khi xuân ấm mới tô đẹp tháng năm. Tôi chúc muôn người mọi điều gia đình tìm vui bên lửa ấm. Tôi chúc yên lành người người khắp chốn, mong gió đưa duyên cho cô gái xuân thì ước nguyện sao trong thành diều hồng sẽ duyên. Tôi chúc ngày mai dù đường xa vời, trai gái bền duyên đẹp tình lứa đôi, cho bướm vàng bay trên nẻo đường mới, vai bên vai những lúc tâm tình lên khơi. Tôi chúc rồi đây người về phương nào, thời gian lạnh lùng lướt mau, mong ước ngày sau như là ngày trước, tay trong tay nhớ lúc trao thiệp đầu xuân.
mọi điều ước muốn, non nước vinh quang trong tia nắng thanh bình, để người anh yêu dấu quay về gia đình tìm vui. Trong thành diều hồng sẽ duyên, tôi chúc ngày mai dù đường xa vời, trai gái bền duyên đẹp tình lứa đôi, cho bướm vàng bay trên nẻo đường mới, vai bên vai những lúc tâm tình lên khơi. Tôi chúc rồi đây người về phương nào, cho dẫu thời gian lạnh lùng lướt mau, mong ước ngày sau như là ngày trước, tay trong tay nhớ lúc trao thiệp đầu xuân. Mong ước ngày sau như là ngày trước, tay trong tay nhớ lúc trao thiệp đầu. Chúc quý vị một đêm thật là ngon giấc. Xin cảm ơn phần biểu diễn của quán quân Dạ Khúc Xưa Và Nay Gia Ly Trần ạ, cùng với các diễn viên múa. Thưa quý vị, bây giờ cho phép Phương Loan mời đại diện ban tổ chức của chương trình ngày hôm nay, bà Trần Thị Hồng Phấn sẽ lên sân khấu có đôi lời cùng với tất cả quý vị ạ. Xin mời. Xin chào quý vị. Và bây giờ là giây phút của tri ân của thần tượng doanh nhân 2018. Và trước khi làm cái thủ tục này thì Hồng Phấn xin được công bố số tiền quyên góp tại chỗ mà hiện tại Hồng Phấn đang giữ ở trên tay. Chị Châu ơi, chị Châu lấy giúp em 5 triệu của anh Ngọc Khánh để đó ạ. Và hồi nãy á, thì có một số anh chị doanh nhân Hồng Phấn cập nhật tên không có kịp và cũng không có lấy được địa chỉ, thì ngày mai Hồng Phấn sẽ dựa vào phim để Hồng Phấn liên lạc lại, để Hồng Phấn xin cái khoản tiền mà các anh chị đã hỗ trợ cho chương trình. Và bức tranh của bạn của bạn Anh Thư và bạn hiện tại hai bức tranh thì Hồng Phấn chưa nhận tiền, và bây giờ trên tay Hồng Phấn chỉ có tiền ủng hộ trực tiếp từ sân khấu, thì Hồng Phấn xin công bố là tiền ủng hộ trực tiếp từ sân khấu là 25 triệu. Hiện tại Hồng Phấn đang giữ trên tay của Hồng Phấn là 25 triệu. Hồng Phấn muốn bàn giao toàn bộ số tiền 25 triệu này lại cho đại diện của Liên đoàn Lao động quận Tân Bình để gửi đến cho các anh chị em công nhân nghèo có hoàn cảnh khó khăn đặc biệt trong dịp Tết Xuân Nguyên Đán này. Và sau khi Hồng Phấn thu về tiền hai bức tranh thì mong rằng hai chị đấu giá hai bức tranh thì trong vòng ngày mai Hồng Phấn sẽ liên lạc lại, và Hồng Phấn xin hai chị phải chuyển tiền gấp cho Hồng Phấn để Hồng Phấn đưa cho Liên đoàn Lao động của quận Tân Bình để chăm lo cho công nhân nghèo ăn Tết. Nên là chúng ta phải đưa trước Tết và không để chậm trễ. Xin cảm ơn hai chị đã có tấm lòng rộng lượng bao la ủng hộ cho chương trình, ủng hộ cho công nhân lao động nghèo, thì xin cảm ơn rất nhiều. Và
Hồng Phấn xin mời đại diện của Liên đoàn Lao động quận Tân Bình lên đây để Hồng Phấn xin được bàn giao lại số tiền này cho anh tại sân khấu ạ. Và Hồng Phấn hy vọng rằng còn lại các quý vị ở đây sẽ chứng kiến được giây phút này, giây phút rất là quan trọng và giây phút rất là ý nghĩa này. Và trước khi nhận tấm lòng của toàn thể quý vị ở đây thì Hồng Phấn xin mời anh Huy và lên bước lên sân khấu để đại diện cho Hồng Phấn để trao lại cái số tiền này cho Liên đoàn Lao động đi ạ. Vậy là Hồng Phấn sẽ đại diện cho toàn thể quý vị, các anh chị hảo tâm. Cái này không phải là tiền của Hồng Phấn, cái này là tiền của tất cả các anh chị em mạnh thường quân. Hồng Phấn chỉ là một người làm nhịp cầu nối để cho các anh chị em doanh nhân tụ hợp lại và trao gửi cho tất cả các anh chị em công nhân nghèo thôi. Chứ cái này không phải là Hồng Phấn từ thiện, mà Hồng Phấn đã làm chương trình để giúp cho các anh chị em doanh nhân nghèo, chứ không phải là tiền của Hồng Phấn. Cái này là tiền của tất cả các anh chị. Cho nên là cái phước này và cái tấm lòng này là tất cả các anh chị em doanh nhân, các anh chị em công nhân sẽ ghi nhận từ quý vị. Và Hồng Phấn thay mặt cho toàn thể các anh chị em công nhân nào được hưởng cái số tiền hỗ trợ này thì xin cảm ơn quý vị rất là nhiều. Xin cảm ơn các anh chị mạnh thường quân rất là nhiều ạ. Và xin anh cho quý vị ở đây đôi lời phát biểu ạ. Cũng xin thay mặt cho Liên đoàn Lao động quận Tân Bình xin cảm ơn đơn vị là công ty truyền hình VCTV đã tổ chức chương trình và tài trợ số tiền để ủng hộ đến các công nhân có hoàn cảnh khó khăn, bệnh nan y trên địa bàn quận Tân Bình. Số tiền này chúng tôi sẽ chuyển tận tay đến các anh em công nhân bệnh hiểm nghèo, bệnh nan y, gặp dịch khó khăn để có một chút quà để sử dụng và ăn Tết, dịp Tết năm 2019. Một lần nữa xin chân thành cảm ơn. Xin cảm ơn anh rất là nhiều. Và bộ phận hậu đài cho chị một bó hoa để chị tặng cho lãnh đạo quận Tân Bình ạ. Và xin chúc cho toàn thể quý vị đại biểu, quý vị khán giả và toàn thể anh chị em doanh nhân có lòng hảo tâm hôm nay một lời chúc năm mới an lành, hạnh phúc và gặp thật nhiều may mắn. Đặc biệt các anh chị em doanh nhân thì luôn luôn thành đạt để ủng hộ chương trình cho Hồng Phấn và tất cả các chương trình từ thiện khác ạ. Xin cảm ơn anh rất là nhiều. Và bây giờ Hồng Phấn xin mời tất cả các anh chị em thần tượng doanh nhân 2018 có mặt tại sân khấu ạ. Thưa quý vị, các anh chị em doanh nhân thần tượng doanh nhân 2018 vừa trải qua cuộc thi thần tượng doanh nhân và đêm gala hôm nay thì tại sân khấu này các anh chị ấy được tôn vinh, được tri ân, được đền đáp vì các anh chị ấy xứng đáng. Chương trình ngày hôm nay toàn bộ là do sự đóng góp của các anh chị em thần tượng doanh nhân 2017 và khúc xưa và nay và thần tượng doanh nhân 2018. Chính vì thế cho nên gia đình thần tượng doanh nhân đã làm một chương trình từ thiện vào ngày 14 tháng 10 vừa qua tại sân khấu của Trịnh Kim Chi, và chúng tôi đã xây được 4 căn nhà tình thương như hồi nãy chị Trịnh Kim Chi đã nói. Và hôm nay đáng lẽ ra chúng ta không có cái phần từ thiện này nữa, nhưng vì gấp rút quá, vì thấy được cái sự nhiệt huyết của Liên đoàn Lao động thành phố, Liên đoàn Lao động quận Tân Bình, cho nên Hồng Phấn mới tổ chức cái đêm gala ngày hôm nay để quyên góp đấu giá và hỗ trợ vận động cho các anh chị em nghèo có hoàn cảnh khó khăn đặc biệt để đón xuân Kỷ Hợi năm 2018. Và hy vọng rằng những gì gia đình thần tượng doanh nhân làm được, những gì gia đình Giả Khúc xưa và nay làm được, thì xin quý vị hãy đón nhận họ với một tràng pháo tay nồng nhiệt cho gia đình thần tượng doanh nhân 2018. Xin mời các anh chị ạ. Kính thưa quý vị, đây trên đây là toàn thể quý các anh chị em doanh nhân của gia đình thần tượng doanh nhân 2018. Và chút xíu nữa đây chúng tôi sẽ cho các anh chị
gì Doanh Nhân 2017 lên sân khấu để chúng ta có thể ôm nhau và hòa chung một gia đình, đó là thần tượng Doanh Nhân. Vì sao chúng ta có đêm gala như thế này thưa quý vị? Vì chúng tôi đã tổ chức rất là nhiều cuộc thi, rất là nhiều chương trình để quy tụ các anh chị em doanh nhân của chúng ta lại với nhau, để chúng ta chung một mục đích, đó là thị nguyện. Và tấm lòng thị nguyện, tấm lòng cao cả của các anh chị em doanh nhân thì không bao giờ chúng ta có thể nói hết được. Và trên đây là toàn bộ anh chị em thần tượng Doanh Nhân 2018. Xin các anh chị cúi đầu chào quý vị khán giả, những người còn ở lại chương trình ngày hôm nay. Và đây là giờ phút quan trọng nhất của các anh chị em thần tượng Doanh Nhân 2018 mà chúng tôi muốn tôn vinh tại sân khấu này. Bây giờ thì có lẽ là đêm chung kết vừa rồi chúng ta cũng đã thấy các anh chị em doanh nhân thần tượng Doanh Nhân 2018 đã xuất sắc tỏa sáng, và các anh chị ấy đã khẳng định trong lòng chúng ta những vị trí nhất định rồi. Thì bây giờ tại sân khấu này không có cần phải nói gì nhiều nữa, các anh chị ấy rất là xứng đáng vì tấm lòng thiện nguyện của các anh chị ấy cũng rất là cao. Không chỉ những thần tượng Doanh Nhân 2017, 2018 mà Huyên còn có hy vọng rằng sau này những thần tượng Doanh Nhân 2019, 2020 và về sau nữa, mỗi năm gia đình thần tượng Doanh Nhân một đông và mỗi năm chúng ta một quy tụ nhiều hơn, để các anh chị em ấy chung tay với nhau kinh doanh giỏi, từ thiện tốt và đặc biệt là phát triển kinh doanh theo lời kêu gọi của Thủ tướng Chính phủ trong thời hiện đại 4.0 thưa quý vị. Và quý vị hãy dành cho thần tượng Doanh Nhân 2018 một tràng pháo tay nữa đi ạ. Và những người còn ở lại đây chắc chắn là những người của gia đình, những người thân, những bạn bè của các anh chị đứng ở trên đây. Và các anh chị ấy cũng xứng đáng nhờ những bó hoa, những lời tri ân, những lời cảm ơn. Và đặc biệt là các anh ấy, các anh chị ấy xứng đáng được tôn vinh vì các anh chị ấy rất là xuất sắc trong các vòng thi, tất cả các cái chương trình của thần tượng Doanh Nhân đưa ra. Và hôm nay thì Hồng Phấn sẽ đọc những cái anh chị nào mà có những cái lượt bình chọn cao nhất, đó là bình chọn qua online thì gọi là giải bình chọn cao nhất ấy, gương mặt được yêu thích nhất, thì chúng ta sẽ bước lên một bước để chúng ta nhận bằng tri ân, hoa và lời chúc mừng từ tất cả quý vị khán giả còn ở đây. Và còn ai còn ở dưới thì chúng ta dồn lên phía trên đi ạ, để chúng ta vỗ tay lớn lên động viên khích lệ tinh thần cho các anh chị em của chúng tôi trên đây ạ. Chưa con ơi, thôi kệ con lên rồi thì mẹ đi. Đó là những fan rất là dễ thương từ gia đình, từ bạn bè, người thân dành cho các anh chị ấy ạ. Và về bảng thời trang nữ thì được bình chọn cao nhất đang thuộc về bạn Nhất Huyết. Bạn Nhất Huyết đang sở hữu lượt bình chọn là 7.623 lượt bình chọn thưa quý vị, và bạn ấy xứng đáng là gương mặt được bình chọn cao nhất ạ. Và về bảng nữ trên 40 thì được bình chọn đang thuộc về ai ạ? Thuộc về chị Cẩm Nhung. Và đây là hai người phụ nữ được hưởng cái lượt bình chọn cao nhất từ ủng hộ của khán giả tại chỗ, tất cả các đêm thi và bình chọn online trên Facebook, thì hai nữ doanh nhân này đang sở hữu lượt bình chọn khá cao, và chứng tỏ rằng hai nữ doanh nhân này đang được lòng rất là yêu mến của các anh chị em doanh nhân, bạn bè và người thân. Và bây giờ xin cho chị Hoa và Phước để chị tri ân bạn này ạ. Xin bộ phận hậu đài cho Hoa cập nhật nhanh nhất cho chị ạ.
về chỗ ạ. Bạn Nhật Tuyệt xin chia sẻ với quý vị rằng bạn Nhật Tuyệt trong chuyến từ thiện của thần tượng doanh nhân 2017 thì bạn ấy đã đấu giá một chuỗi ngọc trai với mức giá là 85 triệu đồng. Và chị Hồng, chị Cẩm Nhung thì vừa rồi chương trình của thần tượng doanh nhân 2018, chị ấy đã tài trợ nửa căn nhà, tức là 20 triệu đồng tiền mặt cho căn nhà tình thương mới vừa được xây xong. Và chị cũng là người đích thân đi xuống tới căn nhà để đặt cái viên đá đầu tiên cho cái chủ nhân cho căn nhà đó xây ạ. Xin quý vị cho hai nữ doanh nhân của chúng tôi một tràng pháo tay lớn lên ạ. Không phải tôi đứng ở đây để khoe thành tích của các anh chị thần tượng doanh nhân đâu ạ, mà tôi đứng đây để chia sẻ với quý vị rằng thần tượng doanh nhân chúng tôi tạo nên là một sân chơi, nhưng ở đây chúng tôi rất là nghiêm túc về sự kết nối, sự đầu tư, và thật sự là các anh chị em doanh nhân của chúng tôi rất là xứng đáng. Còn bạn Cẩm Nhung, bạn Tuyết Nhung thì xin mời bạn bước lên một bước ạ. Với người phụ nữ nhỏ nhắn xinh xắn, có hai người con, nhưng chị ấy rất là tuyệt vời. Vì chương trình thần tượng doanh nhân vừa rồi, trong chương trình từ thiện thì chị ấy đã tặng cho chương trình một chuỗi ngọc trai độc nhất vô nhị của chị chế tác, và tặng toàn bộ 100% cho chương trình để xây nhà tình thương. Thì chị xứng đáng là gương mặt nhân ái. Chị này đã tặng chương trình bộ hộp trai và chương trình đã đấu giá thành công là 40 triệu đồng từ quán quân giải thích xưa và nay gia đình trần, cũng là những người anh chị em trong gia đình của GCTV thôi ạ. Vì các anh chị ấy đi với GCTV bằng cả trái tim, đi với GCTV bằng sự nhiệt huyết, bằng tấm lòng, cho nên luôn yêu thương nhau, luôn hỗ trợ nhau và giúp đỡ nhau tất cả các chương trình. Thưa quý vị, xin bộ phận hậu hài cho chị Hoa. Cho chị Tuyết Nhung một tràng pháo tay đi ạ. Chị ấy xứng đáng là gương mặt nhân ái của thần tượng doanh nhân 2018. Và bây giờ thì tất cả các anh chị em thần tượng doanh nhân của chúng tôi ở trên đây đều là một màu sắc riêng, đều là một những người tài năng. Nhưng ở đây các anh chị ấy đã đóng góp rất nhiều trong chương trình từ thiện vừa rồi. Ai cũng đóng góp dù ít dù nhiều thì cũng đã có. Cho nên Học Phấn muốn tri ân tất cả các anh chị bằng cái tấm lòng nhân ái đó. Mỗi người một bó hoa nha thưa quý vị. Cho chị 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 bó hoa các em ơi. Mời chị Minh Châu đại diện cho Hồng Phấn lên trao hoa tri ân cho các anh chị. Chị một lần rồi, nhưng hôm nay là cái chương trình rất là ý nghĩa nên Hồng Phấn muốn tri ân lại thêm một lần nữa cho các anh chị có tấm lòng nhân ái ngày hôm nay. Cảm ơn các anh chị đã đi với thần tượng doanh nhân 2018.
tặng cho các anh chị thần tượng doanh nhân 2018 bằng một lời tri ân vì tấm lòng đóng góp của các anh chị. Các bạn đã đi với thần tượng doanh nhân rất là chỉnh chu, rất là đầy đủ và rất là ý nghĩa. Và tới giờ phút này thì tại sân khấu này thì các bạn xứng đáng được nhận những bó hoa này, xứng đáng được vinh danh và xứng đáng được ghi nhận vì các bạn đã làm rất là tròn, rất là chỉnh chu. Và bây giờ về bản tiếng hát thì người được yêu thích nhất đó là bạn Hồng Vinh, với lượt bình chọn cũng không thua gì Nhật Nguyệt. Bạn ấy được tất cả các anh chị em doanh nhân công nhận là bạn ấy có một giọng hát rất là hay, rất là ngọt ngào. Xin quý vị cho bạn Hồng Vinh một tràng pháo tay ạ. Chưa đâu thưa quý vị, chưa được tặng hoa cho các anh chị chúng tôi đâu. Khi nào chúng tôi hát lời cảm ơn thì quý vị có thể tràn lên sân khấu tặng hoa và chụp hình với các anh chị của chúng tôi ạ. Và các anh chị xin mời chị về chỗ ạ. Về bạn nam thì người được yêu thích nhất, có lượt bình chọn cao nhất từ vé và bình chọn từ online, đó là anh Xuân Trường. Xin mời anh bước lên một bước ạ. Anh là một người đàn ông gương mẫu, chỉnh chu. Và vừa rồi chương trình từ thiện anh cũng đã đóng góp 10 triệu đồng cho chương trình, thưa quý vị. Anh được bạn bè, người thân hỗ trợ trong các chương trình quý của anh vừa qua, và anh xứng đáng vì hàng đêm anh có một lượt bình chọn của các anh chị em bạn bè cũng rất là cao, và lượt bình chọn online thì anh Xuân Trường cũng sở hữu rất là cao ạ. Rồi xin mời anh Trường về chỗ ạ. Và bây giờ là những gương mặt xuất sắc của thần tượng doanh nhân 2018 được gọi tên và được nhận những giải thưởng có giá trị. Những vừa qua là chúng ta đã có một đêm chung kết thật là hoành tráng, và chúng ta đã khẳng định mình được ở tại sân khấu của Trịnh Kim Chi. Và hôm nay tại sân khấu này thì chúng ta lại được tôn vinh thêm một lần nữa, thì các anh chị cảm thấy mình đang vỡ òa hạnh phúc vì điều này, vì các anh chị xứng đáng. Các anh chị rất là không phải nói là không còn lời nào để tả cho thần tượng doanh nhân nữa, vì hôm nay thì các bạn quá tuyệt vời rồi, các anh chị quá xứng đáng rồi, cho nên là Hồng Phấn chỉ cần gọi tên thôi, không cần phải nói nhiều, vì tất cả quý vị ở đây đang ngồi chờ nóng lòng để được lên đây chụp hình với các anh chị, được tỏa sáng cùng với các anh chị và được chia sẻ cái niềm vui, niềm hạnh phúc đó với các anh chị ngay từ giờ phút này. Và về bản nữ thời trang trên 40 thì Hồng Phấn xin được gọi tên có thể là Hồng Phấn sẽ gọi tên hai bạn, đó là hai bạn của hai bạn khác nhau, nhưng những người phụ nữ thật là tuyệt vời của chúng ta đã rất là xuất sắc. Xin mời chị Cẩm Nhung bước lên một bước ạ. Xin mời chị Tuyết Nhung bước lên một bước ạ. Và xin mời bạn Nhật Nguyệt bước lên một bước ạ. Ba người phụ nữ này có thể là nhận được còn rất là nhiều hoa và quà nữa, nên là bộ phận hậu cần có thể giúp chị
đưa hết toàn bộ những cái bằng và những cái giá trị trên tay của các chị này xuống để chúng ta có thể tặng cái phần khác cho các chị này được không ạ? Xin bộ phận hậu đài cho chị Mâm để các anh chị này bỏ lên ạ. Bỏ lên để chúng ta đem vào trong cho các anh chị ạ. Vì chúng ta còn rất là nhiều hoa và quà từ quý vị khán giả, từ ban tổ chức, tất cả mọi thứ ạ. Cho nên là các chị này sẽ còn rất là nhiều thứ nữa ạ. Xin mời chị quán quân Gia Ly Trần đâu ạ? Xin mời chị quán quân Gia Ly Trần đâu ạ? Xin mời chị bước lên phía trên đây ạ. Và xin mời chị Minh Châu ạ. Và gia đình thần tượng doanh nhân 2017 còn ai ở đây không ạ? Vì chương trình quá khuya cho nên là có thể là thần tượng doanh nhân 2017 không còn ở lại. Hai chị này sẽ là người thay cho Hồng Phấn làm nhiệm vụ cao cả. Đó là tặng những món quà giá trị cho ba người phụ nữ tuyệt vời của chúng tôi ạ. Có thể là chị Dung đang rất là tung tăng, không biết cảm nghĩ chị bây giờ là như thế nào, có vui không chị? Rất là vui, đến thế này được rồi. Chị rất là vui vì hôm nay chị có rất là nhiều bạn bè, người thân ở dưới đâu ạ. Ba người phụ nữ kế bên kia. Bạn cảm thấy lúc này bạn có cảm thấy hạnh phúc và vui không? Bạn chỉ cần nói nô hoặc yes thôi. Very good thưa quý vị. Có nghĩa là các chị doanh nhân của chúng tôi bình thường thì những chị này chỉ là biết kinh doanh thôi. Không nghĩ là mình sẽ bước lên sân khấu, không nghĩ là mình sẽ làm được những điều cao cả. Và hôm nay Hồng Phấn sẽ gọi tên vị trí thứ ba trước đi nha các quý vị. Bạn người ca nữ thì Hồng Phấn xin được gọi tên bạn Tuyết Như. Chắc chắn rằng bạn rất là xứng đáng với vị trí thứ ba này, thì bạn sẽ làm tiếp và làm được rất là nhiều thứ. Xin mời chị Giang Đi Trần có thể cho cúc và hoa cho bạn được không ạ? Thật sự ra hôm nay chỉ là giây phút và các bạn ấy thể hiện niềm hạnh phúc thôi. Vì vừa qua tại sân khấu của chung kết vừa rồi thì các bạn ấy đã biết được rằng mình trong lòng quý vị khán giả như thế nào, và các bạn ấy đã nhận được giải thưởng và giá trị rồi. Còn bây giờ thì các bạn ấy lại vỡ hòa niềm cảm xúc thêm một lần nữa vì mình được gọi tên vinh danh thôi ạ. Và nhiếp ảnh gia đâu ạ? Cho chúng tôi những bức hình rất là tuyệt vời ngày hôm nay ạ. Lẹ đi hai công luôn. Và còn bây giờ thì ở trên sân khấu còn hai người phụ nữ tuyệt vời, đó là bạn Nhật Duyệt và chị Cẩm Hương. Thì chắc chắn rằng trong hai bản thi thì hai bạn này đã rất là xuất sắc. Yeah.
được vinh danh thứ hai. Hồng Phấn gọi tên được không ạ? Quý vị nghĩ là ai ạ? Quý vị nghĩ là ai ạ? Xin mời chị Cẩm Như. Vỗ tay đứng lên đi cho thí sinh của chúng tôi có niềm vui và tinh thần lên thưa quý vị. Và xin mời chị Minh Châu. Rồi, đây là hai người phụ nữ đã xuất sắc ở bảng thi thời trang nữ trên 40 vừa qua. Và bây giờ là người phụ nữ xuất sắc ở bảng thi thời trang thần tượng doanh nhân 2018 vừa qua. Không ai khác, đó là bạn Minh Nguyệt. Nhật Nguyệt thưa quý vị. Sorry em, chị đọc lộn tên em. Và bạn Nhật Nguyệt xứng đáng là thân tượng doanh nhân 2018 xuất sắc. Và không còn chần chờ gì nữa, hôm nay bạn rất đẹp, rất hạnh phúc, rất tỏa sáng. Bạn là người phụ nữ vừa có tài, vừa có tâm, và có một gia đình cũng rất là hạnh phúc. Và có thể giải thưởng này thì chị Minh Châu ơi, chị Minh Châu có thể ôm bạn Nhật Nguyệt một cái đi ạ. Vì hôm nay chị lại có một người em tuyệt vời. Bạn PG đứng kế bên tôi nói là hôm nay thần tượng doanh nhân ai cũng đẹp hết, xứng đáng nữa. Và chị Minh Châu là hoa hậu của thần tượng doanh nhân 2017 đang trao hoa và tặng quà cho người em của mình, đó là bạn Nhật Nguyệt của thần tượng doanh nhân 2018 thưa quý vị. Và sau đêm gala tỏa sáng này thì chúng ta sẽ có một đêm thanh bạch tiên để gửi lời tri ân toàn thể quý vị ban giám khảo, quý vị khán giả, người thân, bạn bè. Nhưng vì sát Tết cho nên chúng tôi không thể nào làm thanh bạch tiên trước Tết, cho nên xin hẹn lại với gia đình của thần tượng doanh nhân 2017, gia đình của thần tượng 2018 và dạ khúc xưa và nay, chúng ta sẽ gom ba gia đình của chúng ta lại để làm một cái thanh bạch ti đầu năm với lời chúc mừng tri ân từ gia đình, bạn bè, người thân.
mùa giải vừa qua. Và bây giờ xin mời bạn Nhật Nguyệt có thể bước những bước đi đầu tiên. Trên đây là những bước đi của nữ doanh nhân Nhật Nguyệt. Bạn ấy vừa xuất sắc trở thành thần tượng doanh nhân 2018. Những bước đi rất tự tin, rất thoải mái và rất thành đạt. Rất là xuất sắc, xin quý vị cho Nhật Nguyệt một tràng pháo tay lớn lên đi ạ. Và bây giờ xin mời ba vị nữ doanh nhân của chúng ta về chỗ để nghe tiếp những phần tôn vinh của các anh chị doanh nhân còn lại ạ. Và bây giờ xin mời anh Xuân Trường bước lên một bước. Xin mời bạn Châu Khanh bước lên một bước. Bạn Châu Khanh là thần tượng doanh nhân 2017. Và khi trở lại với thần tượng doanh nhân 2018, bạn ấy rất tự tin, rất bản lĩnh và đã thể hiện hết mình trong thần tượng doanh nhân 2018 vừa qua với những màn diễn xuất sắc và để lại rất là nhiều ấn tượng trong lòng của quý vị khán giả. Một đêm thi chung kết rất là tuyệt vời. Và bạn ấy đã có một vở kịch rất là thành công về mẹ, đã chiếm được trọn tình yêu và nước mắt của toàn thể quý vị khán giả tại sân khấu của ngày chung kết vừa qua. Và bây giờ hai anh chàng đẹp trai này có thể bắt tay nhau một cái trên sân khấu được không ạ? Vì bây giờ hai anh em là hai người có nghĩa là rất là thân trong một gia đình. Và chúng ta hứa với nhau rằng chúng ta sẽ đi với nhau tất cả các quãng đường còn lại của thần tượng doanh nhân 2018, 2019, 2020 và tất cả về sau nữa. Chúng ta có thể chia sẻ với nhau từ niềm vui, hạnh phúc và những gì khó khăn nhất trong cuộc sống chúng ta cũng có thể chia sẻ với nhau. Vì hai anh thanh niên này xứng đáng là hai nam vương của thần tượng doanh nhân 2017 rồi, 2018 rồi, 2019 nữa. Vì hai bạn này đã làm được rất là nhiều thứ. Ở đây anh Xuân Trường là một người doanh nhân rất là thành đạt. Bạn Châu Khanh cũng là một người doanh nhân rất là giỏi. Bạn ấy có một cuộc sống cũng khá đơn giản. Và bạn ấy đem đến cho toàn thể anh chị em, những người cần bạn ấy, những tình cảm rất là nhỏ nhưng bạn ấy đã làm được. Hôm nay anh Xuân Trường và bạn Châu Khanh xứng đáng là hai người xuất sắc nhất của thần tượng doanh nhân 2018 ở hai bảng nam người trang, bảng trên 40 và bảng dưới 40. Anh Trường có cảm thấy hồi hộp không ạ? Và bây giờ thời gian không còn nhiều, Hồng Phấn xin chúc mừng Châu Khanh và anh Trường. Hai bạn là hai người đạt giải nhất ở thần tượng doanh nhân 2018 xuất sắc nhất và được vinh danh ngày hôm nay. Xin xin mời, hôm nay không có Thanh Phong cho nên là Hồng Phấn và chị Minh Châu sẽ là hai người trao hoa quà và làm cái nhiệm vụ thay cho bạn Thanh Phong. Vì đáng lẽ ra cái nhiệm vụ này là bạn Thanh Phong sẽ đứng ra để trao cho các anh, nhưng vì hôm nay Thanh Phong không có mặt ở đây cho nên Thanh Phong vắng, nên Hồng Phấn và chị Minh Châu sẽ trao cho hai bạn.
xin quý vị cho anh Trường một tràng pháo tay khích lệ niềm hạnh phúc của anh ấy ạ. Xin cảm ơn. Và bây giờ là đến giây phút chị Minh Châu trao cho bạn Châu Thanh ạ. Bạn á, tặng cho Vi một cái món quà, có thể cho em ấy trao đây được không? À, món quà đó là áo choàng và một cái hương vị. Đây là bài chương trình. Dạ, bây giờ để sau cái này đi rồi, ai muốn tặng thì sẽ lên sân khấu tặng sau chị nhé. Dạ, tại vì bây giờ đang chương trình đang kinh doanh cho nên là không tặng được, chờ chút xíu đi rồi. Sau cái vinh danh này chúng ta sẽ tặng cho các bạn hoa quà của tất cả người thân bạn bè có thể là trao ở tại sân khấu này nhưng mà sau chương trình vinh danh này. Xin mời hai anh về chỗ ạ. Và bây giờ về bảng tiếng Hán thì chúng ta có thể nói là có 3 người còn lại ở bảng tiếng Hán. Đó là anh Xuân Trường, chị Hồng Dinh và chị Tiết Dụ Cẩm Nhung. Xin ba anh chị bước lên trên một bước ạ. Vì các anh chị không còn tay để cầm nữa. Và bây giờ ba anh chị ở bản thứ hai có thể bắt tay nhau một cái được không ạ? Và giọng hát được hội đồng nghệ thuật bình chọn có số điểm cao nhất từ đêm chung kết và các đêm. Cái này là ban giám khảo bình chọn chứ không phải là Hồng Phấn bình chọn như các quý vị. Đó là bạn Hồng Dinh. Bạn xuất sắc được hội đồng nghệ thuật bình chọn là người phụ nữ có một giọng hát rất là đặc biệt và một người phụ nữ cũng rất là tài năng, giỏi nhắn xinh xắn nhưng mà rất là tài năng không kém gì các anh chị khác ạ. Và xin cho hoa quà và chúc cho chị Hồng Dinh đi ạ. Bộ phận hậu cần cập nhật nhanh giúp chị nhé. Và giải được yêu thích nhất ở bảng tiếng Hán giọng ca được yêu thích nhất từ lượt bình chọn bằng vé mời và bình chọn online đó là chị Cẩm Nhung. Chị ấy có lượt bình chọn rất là cao
từ fanpage và YouTube của chị ấy. Một người phụ nữ rất là tuyệt vời, có một giọng ca rất là ấm áp và trầm bổng, rất là dễ thương. Xin mời chị Giang Lê Trần có thể ra đây giúp cho Hồng Phấn trao cái giải được yêu thích nhất này cho chị Cẩm Nhung, vì chị ấy xứng đáng được tôn vinh ngày hôm nay ạ. Còn một người đàn ông cuối cùng đó là anh Xuân Trường, thì anh xứng đáng nhận được một giải thưởng đó. Là giọng ca mà có thể nói là anh cũng rất là xuất sắc, đã cố gắng hết sức trong cái phần thi ca của mình. Đó là giọng ca đa phong cách, thưa quý vị. Xin chúc mừng anh Xuân Trường. Cập nhật nhanh các em ơi. Và bây giờ chúng ta sẽ công bố người được xứng đáng là giọng ca xuất sắc nhất trong thần tượng nhân dân 2018. Các bộ phận hậu cần chuẩn bị cho chị giải ba của giọng hát, giải nhì của giọng hát và giải nhất của giọng hát. Và giải ba của giọng hát, xin chúc mừng anh Xuân Đường. Chị Giang Ly có thể trao hoa vật quà cho anh Trường giúp em ạ. Dạ. Và bây giờ là giải nhì của bạn thứ nhất, chị Cẩm Nhung và chị Hồng Vinh sẽ là hai người phụ nữ tuyệt vời nhất trong ngày hôm nay. Giải nhì của bạn thứ nhất, xin chúc mừng chị Cẩm Nhung. Và có lẽ giải thích hát này Hồng Phấn sẽ nhờ chị Minh Châu trao cho chị Cẩm Nhung ạ. Đồng nghĩa với việc bạn Hồng Vinh sẽ là quán quân của bạn thích hát. Dạ.
thần tượng nhân dân 2018. Thưa quý vị, và bạn Hồng Vinh hãy bước lên một bước phía trên đi ạ. Có thể nói hôm nay bạn rất là sung sướng và hạnh phúc vì từ đầu chương trình tới giờ bạn đã rất là đẹp. Bạn phải cười tươi, thật tươi lên để cho những bức ảnh này còn ghi lại trong cuộc đời mình. Những bức ảnh này rất là tuyệt vời thưa bạn. Bộ phận hậu cần có thể cho chị hoa và quà đây chị. Xin quý vị cho một tràng pháo tay thật là lớn cho quán quân của thần tượng nhân dân. Cho chị băng đeo đi em. Và bây giờ là giây phút thay cho lời cảm ơn của gia đình thần tượng doanh nhân 2018. Và xin quý vị hãy cho thần tượng doanh nhân 2018 một tràng pháo tay lớn lên đi ạ. Thank you.
Và chương trình hôm nay xin được kết thúc tại đây. Xin chúc quý vị và toàn thể quý vị một đêm ngon giấc. Và xin chúc cho thần tượng doanh nhân 2018 có một mùa thật là tuyệt vời, một mùa thật là thành công và một mùa thật là hạnh phúc. Chúc cho tất cả các anh chị em doanh nhân và hãy chờ đợi